Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học và trả lời các câu hỏi bài tập trong bài tập cuối chương 8 Trang 79 sách giáo khoa toán 9 cánh diều tập 2 Cô có bài tập số 1 Đề bài cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có góc C bằng 80 độ Yêu cầu là tính số đo góc A Mình sẽ có 4 đáp án, đáp án A là 80 độ Đáp án B là 160 độ đáp án C là 40 độ và đáp án D sẽ là 100 độ. Để chúng mình sẽ thực hiện cho cô bài tập số 1 nhé. Bởi vì ABCD là tứ giác nội tiếp đường tròn. Vậy cho nên cô sẽ có tổng hai góc đối bằng 180 độ. Có nghĩa là góc A cộng góc C bằng 180 độ. Mà đề bài đã cho biết góc C là bằng 80 độ rồi Nên từ đó cô sẽ tìm được góc A bằng 180 độ trừ đi 80 độ Tức là bằng 100 độ Vậy chúng mình chọn cho cô đáp án D Rồi tiếp tục bài tập số 2 nào Đề bài cho đường tròn tâm y nội tiếp tam giác ABC và lần lượt tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB tại M, N, P. Chứng minh rằng góc AIN bằng góc PMN và bằng 1 phần 2 góc PIN. Với bài tập số 2 thì đầu tiên là các bạn sẽ thực hiện vẽ hình cho cô trước này. Ở đây cô có đường tròn tâm y nội tiếp tam giác ABC. Và đường tròn này thì lần lượt tiếp xúc với các cạnh BC, CA và AB tại M, N và P. Khi đó thì IM sẽ vuông góc với BC, IN sẽ vuông góc với AC và IP sẽ vuông góc với AB. Đề bài yêu cầu là chứng minh góc AIN bằng góc PMN bằng 1 phần 2 góc PIN. Ta sẽ thực hiện nối cho cô. Góc AIN các bạn nối cho cô A với I này. Góc PMN chúng ta sẽ nối PM và MN. Còn góc PIN thì chúng mình có rồi. Rồi như vậy với bài này các bạn sẽ chia cho cô thành hai ý. Ý thứ nhất là chúng mình sẽ chứng minh góc AIN bằng 1 phần 2 góc PIN. Và ý thứ hai thì chúng ta sẽ chứng minh góc PMN bằng 1 phần 2 góc PIN. Đấy chưa ạ? Cô sẽ có ý số 2 là chứng minh góc PMN bằng 1 phần 2 góc PIN. Đó thì từ hai điều này các bạn sẽ suy ra được điều phải chứng minh. Rồi đầu tiên với ý thứ nhất trước này. Góc AIN bằng 1 phần 2 góc PIN. Chúng ta chứng minh như thế nào đây ạ? À chúng mình sẽ dựa cho cô vào tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau. Ở đây cô thấy rằng IN vuông góc với AC, IP vuông góc với AB. Vậy có nghĩa là AB và AC là hai tiếp tuyến của đường tròn tâm Y và chúng cắt nhau tại đỉnh A. Vậy cho nên IA sẽ là đường phân giác của góc PIN hay nói cách khác là góc AIN sẽ bằng 1 phần 2 góc PIN. À, đó là ý thứ nhất. Rồi cô sẽ có như sau. Mình sẽ có này. IN vuông góc với AC IP thì vuông góc với AB. Nên là AB và AC là hai tiếp tuyến. của đường tròn tâm y. Từ đó có suy ra được IA là phân giác của vết tắt này của góc PIN. À, hay nói cách khác là chúng mình sẽ có góc AIN bằng 1 phần 2 góc PIN. Các bạn đánh cho cô ở đây là số 1. Rồi tiếp tục chứng minh ý thứ hai là chứng minh góc PMN bằng 1 phần 2 góc PIN. Cô thấy rằng góc PIN là góc ở tâm chắn cung NP. Còn góc PMN là góc nội tiếp chắn cung NP. Vậy cho nên từ đó chúng mình có thể suy ra được ngay là góc PMN sẽ bằng 1 phần 2 góc PIN. Nào chúng ta sẽ có này. PIN là góc ở tâm chắn cung PN. Còn góc PMN thì là góc nội tiếp. Chắn cung PN. Nên từ đây cô sẽ suy ra được góc PMN bằng 1 phần 2 góc PIN. Các bạn đánh cho cô ở đây là số 2. Từ 1 và 2 thì cô sẽ suy ra được góc AIN bằng góc PMN và bằng 1 phần 2 góc PIN. Đây chính là điều phải chứng minh. Rồi đó là bài tập số 2. Các bạn chuyển cho cô sang bài tập số 3 nào. Cô có đề bài của bài tập số 3 như sau cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Các đường cao AK, BM cắt nhau tại trực tâm H của tam giác ABC. Tia AK cắt đường tròn tâm O tại điểm N và điểm N này khác điểm A. Chứng minh rằng ý A nhỏ góc CBM bằng góc CAK. Ý B tam giác BHN cân và ý C BC là đường trung trực của HN. Đầu tiên với bài tập số 3 chúng ta sẽ thực hiện vẽ hình cho cô trước này ở đây cô có một tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm O và đường cao AK, BM cắt nhau tại điểm H khi đó H sẽ là trực tâm của tam giác ABC tiếp tục các bạn sẽ kéo dài cho cô AK cắt đường tròn tâm O tại điểm N và điểm N này sẽ khác với điểm A bây giờ ý A nhỏ, ý A nhỏ chúng ta sẽ chứng minh cho cô góc CBM là góc này bằng với góc CAK tức là bằng với góc này được chưa? Chúng ta chứng minh cho cô hai góc màu đỏ này bằng nhau. Thì để chứng minh được hai góc bằng nhau này thì cô sẽ thực hiện theo cách như sau. Ở đây cô thấy rằng AK vuông góc với BC, BM thì vuông góc với AC, nên là chúng ta sẽ có hai tam giác vuông, tam giác AKC và tam giác BMC. Trong tam giác AKC, cô có góc CAK cộng với góc C thì bằng 90 độ. Tương tự như vậy trong tam giác BMC có góc CBM cộng với góc C cũng bằng 90 độ. Nên từ hai điều này cô sẽ suy ra được điều phải chứng minh. Rồi đầu tiên chúng mình sẽ có này. AK thì vuông góc với BC. BM thì vuông góc với AC. Khi đó chúng mình sẽ xét cho cô tam giác AKC vuông tại K. Thì cô sẽ có góc CAK cộng với góc C bằng 90 độ. Cô đánh ở đây là số 1. Tiếp tục cô xét tam giác BMC vuông tại M. Trong tam giác này cô sẽ có góc CBM cộng với góc C cũng bằng 90 độ. Từ 1 và 2 chúng mình sẽ suy ra được góc CAK bằng góc CBM bởi vì cùng cộng với góc C bằng 90 độ. rồi đây chính là điều phải chứng minh tiếp tục ý b nào ý b kem sẽ chứng minh cho cô tam giác bhn là tam giác cân thì ở đây cô dự đoán là tam giác này sẽ cân tại đỉnh b chúng ta có rất là nhiều cách chứng minh đúng không ạ chẳng hạn như là chúng ta sẽ chứng minh cạnh bh bằng cạnh bn này hoặc là chứng minh góc bhn bằng góc bnh à hoặc có một cách nữa là trong một tam giác nếu như một đường cao vừa là đường trung trực đường phân giác hay là đường trung tuyến thì tam giác đó sẽ là tam giác cân, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ chứng minh cho cô theo cách thứ ba đối với câu B này. Trên đường tròn tâm O thì cô thấy rằng góc CAN và góc CBN là hai góc nội tiếp cùng chắn cung NC. Vậy cho nên hai góc này sẽ bằng nhau, được chưa ạ? Rồi, tiếp tục này. Chúng mình lại có góc CBM CBM bằng góc CAK chứng minh câu A. Nên từ đó cô suy ra được góc CBM sẽ bằng góc CBN. Hay nói cách khác là BC chính là đường phân giác của góc MBN. À như vậy trong tam giác BHN của cô có BK vừa là đường cao mà lại vừa là đường phân giác nên chắc chắn tam giác này sẽ là tam giác cân. Nào chúng mình sẽ trưng bày chi tiết lời giải ý B cho cô này. Trước hết là cô sẽ xét đường tròn tâm o. Cô có góc CAN bằng góc CBN bởi vì là cùng chắn cung NC. Rồi tiếp tục mà theo như câu A thì cô có góc CAK bằng với góc CBM. Vậy cho nên từ hai điều này cô sẽ suy ra được góc CBM bằng với góc CBN. Hay nói cách khác là BC chính là đường phân giác của góc MBN. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xét cho cô tam giác BHN. Trong tam giác này thì có BK vừa là đường cao mà vừa là đường phân giác. Vậy cho nên tam giác BHN sẽ là tam giác cân. Và cụ thể là tam giác này sẽ cân tại đỉnh B. Rồi, tiếp tục ý C. Ý C là các em sẽ chứng minh cho cô BC là đường trung trực của HN. À, rất là đơn giản rồi đúng không nào? Trong một tam giác cân thì đường cao hay là đường phân giác thì đồng thời cũng là đường trung trực vậy cho nên tam giác bhn đã là tam giác cân tại đỉnh b chúng mình vừa chứng minh ở câu b rồi mà tam giác này lại có bk là đường cao nên bk đồng thời cũng sẽ là đường trung trực hay nói cách khác là bc là đường trung trực của hn nào chúng mình sẽ xét cho cô bởi vì tam giác bhn cân tại b có bk là đường cao vậy nên là bk của cô cũng sẽ là đường trung trực như vậy từ đó chúng ta kết luận bc sẽ là đường trung trực của hn Và đây chính là điều phải chứng minh của câu C. Rồi tiếp tục chuyển cho cô sang bài tập số 4 nào. Đề bài cho tứ giác nội tiếp ABCD có hai tia CD và BA cắt nhau tại Y. Chứng minh ý A góc IAD bằng góc BCD. Ý B chứng minh IA nhân IB bằng ID nhân IC rồi đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ thực hiện vẽ hình cho cô trước này. ở đây thì cô đã có một tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O và kéo dài cho cô CD và AB ra phía bên ngoài để chúng cắt nhau tại điểm I. ý đầu tiên là chứng minh cho cô góc IAD, IAD này bằng với góc BCD, tức là bằng với góc này. Rồi với bài tập này chúng ta sẽ chứng minh như thế nào đây ạ? Nếu như một tứ giác mà nội tiếp một đường tròn thì chúng mình sẽ có tính chất là tổng hai góc đối diện bằng 180 độ. Như vậy tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp đường tròn tâm O, nên từ đó cô sẽ có góc C cộng với góc BAD bằng 180 độ. Mặt khác thì góc BAD cộng với góc IAD cũng bằng 180 độ bởi vì đây là hai góc kề bù nên từ đó chúng mình suy ra được điều phải chứng minh. Rồi cô sẽ có ý A nhỏ. Vì tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O, Vậy nên là cô sẽ có góc C cộng với góc BAD bằng 180 độ. Mặt khác chúng mình lại có góc BAD cộng với góc IAD cũng bằng 180 độ bởi vì đây là hai góc kề bù. Từ hai điều này thì cô sẽ suy ra được góc C sẽ bằng với góc IAD. Bởi vì chúng cùng cộng với góc BAD bằng 180 độ. Hay nói cách khác là góc IAD sẽ bằng góc BCD. Và đây chính là điều phải chứng minh. Rồi, tiếp tục câu B nào. Câu B là các em sẽ chứng minh cho cô IA nhân IB bằng ID nhân IC. À nhìn thấy các tích nhân với nhau như này chúng mình sẽ nghĩ ngay đến tam giác đồng dạng. Ở đây cô gợi ý là các bạn sẽ chứng minh cho cô tam giác IAD đồng dạng với tam giác ICB. Hai tam giác này thì đầu tiên là có góc Y chung này. Tiếp đến là có góc IAD bằng với góc ICB theo như chứng minh câu a. Vậy là từ đó hai tam giác này đã đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc. Rồi chúng mình sẽ xét cho cô. Tam giác IAD và tam giác ICB. Hai tam giác này thì có đầu tiên là góc Y chung. Tiếp đến là góc IAD thì bằng góc icb theo chứng minh trên từ hai điều này cô sẽ suy ra được tam giác iad sẽ đồng dạng với tam giác icb theo trường hợp góc góc khi đó chúng mình sẽ có các cặp tỷ số đồng dạng như sau ia trên ic sẽ bằng id trên IB. Hay nói cách khác là IA nhân IB, chúng mình nhân chéo lên cho cô này. IA nhân IB sẽ bằng ID nhân IC. Và đây chính là điều phải chứng minh. Rồi tiếp tục chuyển cho cô sang bài tập số 5. Đề bài cho tứ giác ABCD và các điểm MN lần lượt thuộc các đoạn thẳng AB và CD, sao cho các tứ giác AMND, BMNC là các tứ giác nội tiếp, chứng minh rằng góc A cộng góc B bằng 180 độ. Từ đầu tiên thì các bạn sẽ thực hiện vẽ hình cho cô bài tập số 5 trước này. Quan sát cho cô ở phần hình vẽ này. Ở đây cô có hai tứ giác nội tiếp, hai đường tròn khác nhau nhé. Chúng ta quan sát thật kỹ. Tứ giác đầu tiên là AMND, nội tiếp đường tròn ở đây cô gọi là đường tròn tâm O đi. Còn tứ giác BMNC thì nội tiếp đường tròn tâm Y. Được chưa? Bây giờ nhiệm vụ chúng mình là phải chứng minh được góc A cộng với góc B bằng 180 độ. Thì chúng mình sẽ dựa cho cô vào tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp sẽ bằng 180 độ. Ý đầu tiên. Cô có tứ giác AMND Nội tiếp đường tròn tâm O nên là góc A cộng với góc MND sẽ bằng 180 độ. Ý thứ hai tứ giác BMNC là tứ giác nội tiếp đường tròn tâm y. Nên cô sẽ có góc B cộng với góc MNC bằng 180 độ. Rồi bây giờ chúng mình sẽ cộng theo từng vế của 1 và 2 cho cô. có góc A này cộng với góc MND cộng góc B cộng góc MNC thì sẽ bằng 180 độ cộng 180 độ tức là bằng 360 độ. Khi đó chúng mình tiếp tục quan sát góc MND cộng với góc MNC thì lại bằng 180 độ bởi vì hai góc này là hai góc kề bù. Đúng không nào? Rồi chúng mình sẽ viết cho cô này. Góc A cộng góc B sẽ bằng 360 độ trừ đi tổng của góc MND cộng với góc MNC. Tức là bằng 360 độ trừ đi 180 độ và bằng 180 độ. Đây chính là điều phải chứng minh. Góc A cộng góc B bằng 180 độ, được chưa Tiếp tục chuyển cho cô sang bài tập số 6. Cô có đề bài của bài tập số 6 như sau. Khung thép của một phần sân khấu có dạng đường tròn, bán kính là 15 m. Mắt của một người thợ ở vị trí A nhìn hai đèn ở hai vị trí là B và C. ABC thì cùng thuộc đường tròn bán kính 15 m. Bằng cách nào đó người thợ đã thấy rằng góc nhìn BAC bằng 30 độ. Quan sát hình số 31 này. Khi đó chúng mình sẽ tìm cho cô khoảng cách giữa hai vị trí B và C. Có nghĩa là đi tìm cho cô độ dài của đoạn thẳng BC. Cô sẽ thực hiện vẽ hình minh họa cho bài tập số 6 như sau. Nào chúng mình quan sát được chưa ạ? Ở đây cô thấy rằng tam giác ABC này là một tam giác nội tiếp đường tròn tâm O. Thì để tính được BC, cô gợi ý các bạn sẽ chứng minh cho cô tam giác OBC là tam giác đều. Nó sẽ nối cho cô lại. Nối O với B. Và nối O với C. Nếu như tam giác OBC mà là tam giác đều thì có nghĩa là đoạn BC này sẽ bằng bán kính của đường tròn tâm O. Mà đề bài đã cho bán kính là bằng 15 m rồi. Phải không nhỉ? mình đã có bán kính R là bằng 15 mét. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là sẽ chứng minh cho cô tam giác OBC là tam giác đều. Nào làm thế nào chúng mình có thể chứng minh được tam giác này là tam giác đều đây ạ? À, chứng minh. Tìm cho cô xem là trong tam giác này có góc nào bằng 60 độ hay không. Bởi vì vốn dĩ tam giác này đã là tam giác cân tại đỉnh O. OB bằng OC và bằng bán kính nên là tam giác sẽ cân tại đỉnh O. Nếu như góc O này của cô mà bằng 60 độ Thì có nghĩa là tam giác này sẽ là tam giác đều Mà quan sát đề bài lại cho góc A bằng 30 độ Đúng không? Góc này bằng 30 độ Thì góc này có bằng 60 độ không ạ? Có đúng không nào? Góc BOC là góc ở tâm chắn cung BC Còn góc BAC là góc nội tiếp chắn cung BC khi đó góc BAC sẽ bằng 1 phần 2 góc BOC. Hay nói cách khác là góc BOC sẽ bằng 2 lần góc BAC. Và chắc chắn là bằng 60 độ. Rồi chúng mình sẽ có cho cô. Xét đường tròn tâm o. Có này. Góc BOC là góc ở tâm. chắn cung BC. Còn góc A là góc nội tiếp. Cũng chắn cung BC. Từ đó cô suy ra được góc A sẽ bằng 1 phần 2 góc BOC. Hay nói cách khác là BOC sẽ bằng 2 lần góc A. Tức là bằng 60 độ. Rồi tiếp tục xét cho cô. Tam giác OBC. Tam giác này là tam giác cân tại O. Bởi vì là có OB bằng OC cùng bằng bán kính R. Tam giác cân này thì có góc BOC bằng 60 độ theo chứng minh trên. Nên từ đây cô suy ra tam giác BOC là tam giác đều. Khi đã có tam giác này là tam giác đều rồi thì có nghĩa là cả ba cạnh của tam giác này đều bằng nhau. OB bằng OC bằng BC và chắc chắn là sẽ bằng 15 m. Được chưa ạ? Vậy là khoảng cách giữa hai vị trí B và C bằng 15 m. Đơn giản chưa nào? Đó là bài tập số 6. Vậy là cô và các em đã học xong bài tập cuối chương 8 của sách giáo khoa toán 9 cánh diều tập 2. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.